Hàng vạn con chim yến đã về trú ngụ làm tổ tại núi nhân tạo Ngũ Hành Sơn, một công trình trong khu du lịch là cảnh Đại Nam Văn Hiến của tỉnh Bình Dương. Đây là núi nhân tạo đầu tiên ở miền Đông Nam Bộ cũng như cả nước xây bằng xi măng cốt thép có chiều cao 63m. Nhưng qua thời gian đưa vào hoạt động, rêu phong xuất hiện tạo nên 5 ngọn núi trông như thật khiến chim yến kéo về làm tổ. Như báo hiệu vùng đất lành chim đậu, hàng vạn con chim yến từ đâu đã kéo về làm tổ trên ngọn Ngũ Hành Sơn. Rồi tiếp đó trong lòng núi đã xuất hiện những tổ yến màu trắng. Đây là sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao mà ngay cả nhiều nhà đầu tư nuôi chim yến phải mất nhiều công mới gây dựng nổi, nhưng ở Đại Nam lại ngẫu nhiên có được. Vào cái ngày mà chúng tôi lập cái bàn thờ Bát Gia Trăm Họ thì chim về. Thì lúc trước tôi không biết đâu, để bên trong trời nó sáng đó, thì chim nó không có về, đầu rất ít. Nhưng mà từ lúc tôi chỉnh trang lại một tí cho tối đó, và con người phải bỏ công ra làm thêm một số việc thì bây giờ là nó về rất là nhiều. Mỗi tháng bây giờ chắc cũng được hơn 30 kg. Chim yến về làm tổ, đây được coi là một tín hiệu tốt lành, bởi ngọn Ngũ Hành Sơn được xây dựng trong khu Đại Nam vốn là công trình để phục vụ cho du lịch chứ không được xây dựng để nuôi chim yến. Những cái thuận lợi nó là cái thứ nhất là cái khung cảnh ở đây rất là thoáng. Cái thứ hai là nó gần gũi với lại cái thiên nhiên, tức là nó giống như là những cái khu vực mà nó sinh sống ở ngoài biển, ở những khe núi. Đồng thời là cái khu vực là nó rất là thoáng, nó rất là thuận lợi về cây cối, về không gian rồi này khác, là nó sẽ rất là tốt cho cái đời sống của nó. Hiện mỗi tháng, những người làm công ở khu Đại Nam thu được 30-35 kg yến xào. Mỗi cân yến bán trên thị trường được khoảng 50-60 triệu đồng và đã tạo nên một nguồn thu đáng kể. Thu hoạch thì chúng tôi về là chế biến là hai dạng. Một cái là chúng tôi là chỉ làm sạch rồi là sấy khô để bán, gọi là yến thô. Cái thứ hai là chúng tôi chế biến thành những cái tổ yến sạch, tức là đem về có thể mình nấu ăn liền được. Hai dạng như vậy. Ban quản lý khu Đại Nam đang mở rộng thêm chỗ trú ngụ để cho chim yến làm tổ, đồng thời thiết kế thêm một số ô cửa để tạo ánh sáng, lắp đặt hệ thống loa phát tiếng chim kêu để dẫn dụ chim yến vào. Đến nay, ước tính tại Ngũ Hành Sơn đã có hàng ngàn tổ chim yến thuộc loại quy mô lớn bậc nhất ở Việt Nam. Tiếp tục phản ánh về hoạt động của đoàn đại biểu thanh niên sinh viên kiều bào về dự trại hè Việt Nam năm 2011. Với chủ đề Tiếp bước Lý Tự Trọng, đoàn đại biểu đã đến điểm dừng chân tiếp theo là tỉnh Hà Tĩnh, quê hương của anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng. Những cơn mưa không ngớt trên giải đất miền Trung đầy nắng gió đã không thể ngăn cản niềm háo hức của những người con xa tổ quốc mang trong mình dòng máu Việt khi đến với mảnh đất Hà Tĩnh. Khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc chính là điểm dừng chân đầu tiên. Nơi đây nổi tiếng với sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong những năm kháng chiến chống Mỹ. Thắp nến hương thơm, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các chị, các anh, những người con xa quê chắc chắn sẽ không bao giờ quên được sự hy sinh anh dũng của lớp thế hệ thanh niên đi trước đã làm nên lịch sử để lớp thanh niên Việt Nam ngày nay kế thừa, phát huy truyền thống, cùng xây dựng quê hương. Tôi cảm thấy rất là xúc động khi đã được đến ngã ba Đồng Lộc và được thắp hương cho 10 cô gái và đã hy sinh mình cho Việt Nam. Và khi tôi quay lại Ukraine, tôi sẽ kể cho bố mẹ và các bạn về địa điểm này, về lịch sử Việt Nam cho mọi người hiểu biết hơn. Đến nhà thờ Lý Tự Trọng, được nghe giới thiệu về thân thế cũng như hành động quả cảm của người thanh niên anh hùng mới thấy hết niềm tự hào khi là thanh niên, sinh viên Việt Nam, là thế hệ tiếp bước anh Lý Tự Trọng. Đối với các bạn trẻ, anh Lý Tự Trọng như một tấm gương sáng về đức hy sinh. Sau khi đến thắp hương cho anh Lý Tự Trọng thì tôi cảm thấy rất là đây là một nơi rất là thiêng liêng, bởi vì là đây là nơi thờ một người gọi là chiến sĩ cách mạng đã đứng lên vì đất nước, đã hy sinh cho dân tộc mà khi chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng mà anh đã dám nghĩ, dám làm. Tôi nghĩ rằng là Lý Tự Trọng có hành động như vậy là một cái tấm gương để cho lớp trẻ mai sau và cho muôn đời sau làm một cái tấm gương để cho chúng tôi noi theo, để tiếp bước theo, như cái chủ đề của trại hè lần này là tiếp bước Lý Tự Trọng. Tôi rất là tự hào và khâm phục về anh Lý Tự Trọng. Là thế hệ đi sau thì tôi nghĩ rằng mình luôn phải phấn đấu và luôn luôn phải noi theo tấm gương của anh Lý Tự Trọng, học tập và làm theo cũng như anh Lý Tự Trọng để làm cho đất nước mình ngày càng phát triển hơn.
Rời Hà Tĩnh, với những điểm dừng chân tiếp theo, các bạn sẽ lại được chứng kiến những câu chuyện về lớp thế hệ thanh niên xung phong, cũng như hành động anh hùng của các liệt sĩ. Và khi trở về với đất nước nơi mình đang sinh sống và học tập, các bạn sẽ luôn tự hào mang trong mình dòng máu Việt Nam, hướng về đất nước với tình cảm và những hành động thiết thực nhất. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa về kế hoạch nâng mức nợ trần công của Mỹ đang lâm vào thế bế tắc, hôm qua Tổng thống Barack Obama và các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã đưa ra các điều kiện nhằm tiến tới thỏa thuận nâng mức trần nợ công để tránh khả năng kinh tế đầu tàu thế giới này lâm vào tình trạng vỡ nợ. Các hạ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cho biết ngày 19 tháng 7 tới, họ sẽ bỏ phiếu về dự luật nâng mức trần nợ công hiện nay thêm 2,4 nghìn tỷ đô la như Tổng thống Obama đề xuất, miễn là Quốc hội thông qua việc sửa đổi ngân sách cân đối, một khả năng mà theo giới phân tích là khó có thể xảy ra. Cuộc bỏ phiếu này được cho là sẽ giúp xoa dịu các nghị sĩ bảo thủ, đồng thời mở đường cho Chủ tịch Hạ viện, nghị sĩ Đảng Cộng Hòa John Boehner đi đến một thỏa thuận cuối cùng với Nhà Trắng về kế hoạch nâng mức trần nợ công vốn đã kịch trần hôm 16 tháng 5 vừa qua. Trong khi đó, Tổng thống Obama đã quyết định tạm ngừng các cuộc thương thuyết về ngân sách, yêu cầu các nhà lãnh đạo của hai đảng trong Quốc hội đưa ra một kế hoạch hành động nhằm phá vỡ thế bế tắc hiện nay, bao gồm việc cắt giảm chi tiêu và tránh vỡ nợ. Tổng thống Obama cũng thúc giục các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa thông qua một biện pháp sâu rộng nhằm làm giảm thâm hụt ngân sách, bao gồm việc cắt giảm chi tiêu và tăng thuế đối với những người giàu có ở Mỹ. Tổng thống Obama cho biết, ông đã miễn cưỡng thông qua việc cắt giảm chi tiêu cũng như những cải cách về các chương trình xã hội phổ biến song khá tốn kém. Vì vậy, ông mong muốn các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cũng sẽ có những nhượng bộ về vấn đề trên. Hãy đưa ra một kế hoạch về việc giảm thâm hụt ngân sách cũng như đối phó với tình trạng nợ công đã lên mức kịch trần hiện nay. Nếu họ đưa ra một kế hoạch nghiêm túc, tôi sẵn sàng thay đổi cho dù đó là những quyết định rất khó khăn. Chúng ta đang sắp hết thời gian. Đó chính là vấn đề mà tôi đang lo ngại tại thời điểm này. Chỉ còn vài tuần nữa đến thời hạn ngày 2 tháng 8 mà Bộ Tài chính Mỹ đã đề ra để nâng mức trần nợ công hiện sấp xỉ 14,3 nghìn tỷ đô la Mỹ, khiến áp lực lên Tổng thống và các nhà lãnh đạo Quốc hội nước này ngày càng tăng. Giới chuyên gia kinh tế tài chính cảnh báo, việc Mỹ bị vỡ nợ sẽ gây ra những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế của nước này. Ngoài ra, nó sẽ tạo ra một cơn sốc tài chính cực kỳ nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, vốn chưa phục hồi hoàn toàn sau cuộc khủng hoảng năm 2008 vừa qua. Trong khi đó, các cơ quan xếp hạng tín dụng như Moody's, Standard & Poor's và Fitch mới đây cũng lên tiếng cảnh báo rằng có thể họ sẽ hạ mức đánh giá tín dụng của Mỹ. Cũng trong ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC ông Herman Van Rompuy cho biết lãnh đạo các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp vào ngày 21 tháng 7 tới để thảo luận về gói cứu trợ thứ hai cho Hy Lạp cũng như các biện pháp bình ổn tài chính tại khu vực này. Trong một thông điệp đăng tải trên trang mạng Twitter, ông Van Rompuy cho biết cuộc họp trên nhằm xác định rõ vai trò của các chủ nợ trong việc viện trợ tài chính thêm cho Hy Lạp, cũng như tìm kiếm các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng đang có nguy cơ lan sang Italia và Tây Ban Nha. Tôi đã yêu cầu chuẩn bị tổ chức cuộc họp trên. Chương trình nghị sự của cuộc họp sẽ đề cập tới sự ổn định kinh tế khu vực Eurozone và việc viện trợ tài chính thêm cho Hy Lạp hiện đang nợ nần chồng chất. Theo ông Van Rompuy, dự kiến các quan chức tài chính cấp cao các nước trong khu vực cũng sẽ nhóm họp vào ngày 21 tháng 7 tới để thông qua chương trình nghị sự này. Chủ tịch EC cũng nhấn mạnh giải pháp ưu tiên trước mắt là các nước Eurozone cần đạt được thỏa thuận về thời hạn của gói cứu trợ thứ hai cho Hy Lạp. Quốc gia đang cần khoảng 110 tỷ euro để ổn định nền tài chính nước này cho tới cuối năm 2014. Trước đó, ngày 13 tháng 7, Ủy ban châu Âu cho biết Hy Lạp vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ rơi vào cuộc khủng hoảng nợ, đồng thời hối thúc Athens tăng cường chương trình điều chỉnh kinh tế của họ. Theo giới phân tích, khả năng diễn ra hội nghị bất thường chứng tỏ mối quan ngại đang gia tăng của các nhà lãnh đạo châu Âu trước nguy cơ cuộc khủng hoảng nợ công đang đe dọa Italia và Tây Ban Nha, nền kinh tế lớn thứ ba và thứ tư trong Eurozone, trong khi các chủ nợ chính của các con nợ lớn này là các ngân hàng Pháp và Đức. Nếu các nước nói trên vỡ nợ, sẽ kéo theo hệ lụy là sự phá sản của các chủ nợ này. Những bất ổn ở Libya thời gian qua luôn là tâm điểm chú ý của các nước. Tại hội nghị của nhóm tiếp xúc về Libya tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua, Ngoại trưởng Canada John Bay đã bày tỏ cam kết tiếp tục bảo vệ các dân thường Libya. Trong khi đó, thì Mỹ đã chính thức công nhận Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp của lực lượng chống chính phủ ở Libya là lực lượng hợp pháp. Phát biểu với báo giới, ông John Bay nhấn mạnh, trong vấn đề Libya, cách tiếp cận của Canada là cộng tác với các đồng minh và những hội nghị của nhóm tiếp xúc là minh chứng cho thấy phương pháp này có hiệu quả.
Canada đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn đầu trong việc hỗ trợ người dân Libya có một tương lai tươi sáng hơn. Cộng đồng quốc tế cần duy trì sức ép chính trị và quân sự đối với chính phủ của ông Gaddafi để chấm dứt bạo lực chống lại những người dân thường, nhằm đảm bảo cho người dân Libya một cuộc sống tốt đẹp hơn. Canada tin rằng hiện nay là thời điểm quyết định trong cuộc khủng hoảng tại Libya. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên sớm có một giải pháp cho cuộc khủng hoảng này. Ngoại trưởng Canada cũng cho biết các lệnh phong tỏa tài sản quốc gia của Libya đưa ra trước đó có thể sẽ được dỡ bỏ. Do từ nay trở đi, Hội đồng Dân tộc truyền tiếp viết tắt là NTC sẽ là lực lượng hợp pháp sử dụng tài sản quốc gia và Ottawa đang xem xét việc mở tài khoản cho NTC khi xung đột được giải quyết. Cho đến nay, Canada đã viện trợ 10,6 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tại Libya. Cũng trong ngày 15 tháng 7, tại cuộc họp trên, Mỹ và các cường quốc phương Tây đã tuyên bố công nhận Hội đồng Dân tộc truyền tiếp của lực lượng chống chính phủ ở Libya là chính quyền hợp pháp ở quốc gia Bắc Phi này. Mỹ công nhận Hội đồng Dân tộc truyền tiếp là chính quyền hợp pháp của Libya và chúng tôi sẽ hợp tác với Libya trên cơ sở đó. Ngày 15 tháng 7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã yêu cầu cộng đồng quốc tế hỗ trợ cho nỗ lực của đặc phái viên Liên Hợp Quốc Abdullah Khatib nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Libya thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp với sự tham gia của cả hai bên liên quan. Trong thông điệp gửi cuộc họp của nhóm tiếp xúc với Libya tại thành phố Istanbul, ông Ban Ki-moon khẳng định tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Libya vẫn là ưu tiên hàng đầu của Liên Hợp Quốc. Tôi yêu cầu cộng đồng quốc tế hỗ trợ cho đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Libya Khatib và gửi một thông điệp thống nhất đến cả hai bên, yêu cầu họ tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp để phá vỡ thế bế tắc hiện nay, đồng thời cộng đồng quốc tế tiếp tục thống nhất về cách thức và mục tiêu để đưa đến một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng ở Libya, đáp ứng được nguyện vọng của người dân nước này. Tổng thống Hugo Chavez ngày hôm qua cho biết sẽ quay trở lại Cuba để thực hiện đợt hóa trị điều trị ung thư. Đây là dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo của quốc gia thành viên tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đang phải vật lộn với ung thư, căn bệnh khiến sức khỏe của ông bị giảm sút nghiêm trọng và có thể khiến nền chính trị Venezuela lao đao. Thông báo trên được đưa ra 2 tuần sau khi nhà lãnh đạo 56 tuổi của Venezuela trở về nhà sau ca phẫu thuật điều trị ung thư tại Cuba, trong bối cảnh phe đối lập chỉ trích sự vắng mặt của ông sẽ đẩy quốc gia 29 triệu dân này vào vòng nguy hiểm. Phát biểu tại dinh tổng thống ở thủ đô Caracas, ông Chavez cho biết sẽ tới Cuba vào thứ Bảy ngày 16 tháng 7 để tiếp tục thực hiện các đợt hóa trị. Tuy nhiên, người đứng đầu Venezuela không cho biết chuyến đi nhằm vực dậy sức khỏe của mình sẽ kéo dài bao lâu. Giai đoạn 2 điều trị bằng hóa trị sẽ được bắt đầu trong những ngày tới với các ứng dụng của hóa trị liệu đã được lên kế hoạch chi tiết. Tôi chắc rằng sau đợt điều trị thứ 2 này, sức khỏe của tôi sẽ được phục hồi. Tuy nhiên, trước đó nguồn tin Pháp AFP dẫn lời hãng thông tấn chính thức của Brazil ngày 15 tháng 7 cho biết Tổng thống Chavez sẽ sang Brazil để điều trị bệnh ung thư sau ca mổ tại Cuba hồi tháng 6 năm 2011 vừa qua. Theo hãng trên, ông Chavez đã nói chuyện với Tổng thống Brazil Dilma Rousseff về phác đồ điều trị chi tiết và ông sẽ được điều trị tại Bệnh viện Sao Paulo. Văn phòng của Tổng thống Rousseff đã từ chối bình luận về thông tin trên. Các đồng minh của Tổng thống Hugo Chavez cho biết sức khỏe của ông đang phục hồi nhanh chóng. Tuy vậy, căn bệnh ung thư khiến người ta lo ngại về vấn đề sức khỏe của Tổng thống nếu ông tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2 vào năm tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của truyền hình Thông tấn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.